Và ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu đến một mảng khác của kim loại, đó chính là mảng tinh thể kim loại. Mảng tinh thể kim loại thì đối với một số bạn đã nghe nó không được quen lắm đúng không ạ? Tuy nhiên, phần tinh thể này chúng ta đã được học ở chương trình hóa học lớp 10 rồi. Tuy nhiên, về mức độ chuyên sâu thì nó chưa có, được chưa nhỉ? Hầu hết tất cả các nguyên tử kim loại đều tồn tại ở dạng tinh thể. Và người ta khảo sát được rằng là cái dạng tinh thể này thì tồn tại ở ba dạng phổ biến, đó chính là dạng đầu tiên là lập phương tâm khối. Ở dạng lập phương tâm khối này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là đều có một hình lập phương. Ở tám đỉnh của hình lập phương này là các nguyên tử kim loại, và tâm khối ở đây là gì, là ở tâm của cái khối lập phương này sẽ có một nguyên tử kim loại nữa. Vậy thế nhỉ? Vậy chúng ta đã có được là dạng lập phương tâm khối. Ở dạng mạng tinh thể thứ hai, đó là mạng tinh thể lập phương tâm diện. Ở một vài tài liệu thì người ta thay thế tâm diện là tâm mặt. Vậy chúng ta có là lập phương tâm mặt hay lập phương tâm diện là giống nhau. Ở cái trạng thái này, chúng ta thấy rằng 8 đỉnh của hình lập phương này vẫn là 8 nguyên tử kim loại. Đúng không ạ? 8 đỉnh của hình lập phương này vẫn là 8 nguyên tử kim loại. Nhưng thay vì bây giờ nó có một nguyên tử kim loại ở tâm, thì ở tâm các mặt có nghĩa là giao điểm của hai đường chéo ở mỗi mặt ấy ạ, nó lại có một nguyên tử kim loại khác, được chưa nhỉ? Như vậy là về cái vấn đề số lượng nguyên tử ở đây, thầy chưa xét mức độ chính xác nhá, chưa xét ở mức độ chính xác. Về mức độ khối lượng nguyên tử ở đây, số lượng nguyên tử ở đây thì thấy rằng là ở bên cái lập phương tâm diện này làm sao nhỉ, nhiều nguyên tử kim loại hơn, được chưa ạ? Còn nếu với con số chính xác như thế nào thì ở một bài giảng nào đó thầy sẽ hướng dẫn các em vấn đề tính toán sau nhé. Và ở cái dạng mạng tinh thể thứ ba, đó chính là mạng tinh thể lục phương, hay người ta gọi là lục phương chặt khít cũng thế, được chưa ạ? Chặt khít cũng thế. Ở mạng tinh thể lục phương này thì đây nó là một lăng trụ đứng, có đáy là hình lục giác đều, bốn mặt xung quanh là gì ạ, bốn hình chữ nhật, được chưa nhỉ? Và hạt lục phương này chúng ta cũng thấy rõ rằng cái số lượng các nguyên tử ở trong đấy nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Đấy, thế thì đối với ba cái dạng này thì chúng ta chủ yếu nghiên cứu và chủ yếu làm bài tập chủ yếu là về hai cái dạng lập phương tâm khối và lập phương tâm diện. Còn riêng với cái dạng lục phương thì chúng ta rất ít chúng ta sử dụng, được chưa nhỉ? Như vậy thông qua cái này chúng ta phải nhớ cho thầy này, các đặc điểm nhận dạng của các mạng tinh thể, khi nào thì nó là lập phương tâm diện, khi nào nó là lập phương tâm khối, được chưa nhỉ? Để chúng ta chú ý nhé, và chúng ta chuyển tiếp ngay sang phần sau đây. Đó là cấu trúc mạng tinh thể kim loại.